Hello hello, chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Và clip ngày hôm nay tiếp tục là mình lại đi solo squad, nhưng mà hôm nay khác mọi hôm mất rồi. Hôm nay thì mình sẽ solo squad ở map San Hốc, và cũng là theo gọi là một số anh em có yêu cầu mình rằng là anh ơi hướng dẫn cách phát hiện địch rồi là nghe tiếng bước chân các thứ. Thì hôm nay thì mình sẽ vào trong cái map San Hốc này. Đây, hai team nhảy xuống anh em ạ. Mình sẽ di chuyển và chia sẻ cho anh em biết. Rồi, từ từ đã. Trước tiên ấy, xuống cái bốt cam này, điều đầu tiên là anh em có sống, có một tiếng chân ở dưới dưới tầng 1. Nó nấp ở đâu rồi anh em ạ? Cái này lúc nãy mình nhảy xuống thì chắc chắn là nghe thấy rồi. Điều đầu tiên mà anh em nhảy xuống bốt cam ấy thì điều quan trọng nhất là phải có súng. Bây giờ thì phải có tay to đến mấy mà không có súng thì cũng hẹo thôi. Có tiếng chân rồi này, bắt đầu nó ra khỏi phòng rồi. Nó ở bên đầu này anh em ơi. Đây rồi, nó ngồi chỗ cầu thang anh em ạ, chắc chắn luôn. Bạn chạy ra chỗ cầu thang ngồi kê này. Trời ơi, ôi hình như là tốt máy bay anh em ạ. Hình như vậy. Đấy, nghe rõ nó chạy lên một nửa, nó ngồi xuống cái là mình biết liền. Điều quan trọng nhất là điều quan số 1 là anh em phải có súng. Đấy, nhảy xuống kể cả baron mấy mà không có súng ở trong cái một cái khu vực chật hẹp như thế này thì chắc chắn là anh em sẽ hẹo thôi. Và điều thứ hai, từ từ đã, bên ngoài có tiếng. Rồi, trong kho cũng có tiếng luôn, mình sẽ công thằng trong kho trước anh em ạ. Rồi, thằng này chạy ra ngoài. Điều thứ hai mình muốn nói cho anh em là anh em phải nhớ nhớ map nha. Có nghĩa là nhớ địa điểm đấy. Làm gì vậy? Làm gì với anh thanh niên? Ồ, hello bác tài. Bác tài làm cái gì vậy? Ủa rồi, bắn nhau kìa. Ồ, đây làm cái gì? Rồi, một ông nữa. Ở bên này đang sóc nhau anh em ạ. Điều thứ hai mình muốn nói là điều anh em phải nhớ nhớ map. Ồ, mình gạt. Gạt đã. Rồi, một em. Gạt thêm em nữa. Rồi, như vậy là trên trên nhà, trong nhà. Mình sẽ công vào luôn. Công vào luôn. Úi dồi ôi. Tại sao lại đứng ở đây? Mình biết bạn rồi. Đây là dưới này. Rồi. Clear team này rồi. Hello bạn, mình gọi là mình xin nhá. Mình lại nói tiếp anh em ạ. Cứ đang nói thì lại combat. Điều thứ hai mình muốn nói đó là điều anh em nhớ map. Nhớ map là như thế nào? Có nghĩa là anh em phải nhớ từng cái khu vực, từng cái địa điểm mà có hiện. Ví dụ như trong cái bot cam này, từng khu vực nhà một. Bởi vì sao? Bởi vì nếu anh em nhớ được những cái địa điểm ấy thì kết hợp với cái nghe chuẩn là anh em sẽ biết là nó sẽ ngồi đâu. Đấy, ví dụ như là cái lúc đầu tiên mình nhảy xuống ở trong cái nhà Y đấy, thì mình có nghe thấy là nó ngồi cầu cầu thang. Anh em nhớ được là ở đấy có cầu thang chẳng hạn, thì anh em chỉ cần nghe đến cái đoạn đấy, nghe xa hay gần là anh em có thể đoán được cái vị trí. Nói chung là nếu mà trong trường hợp mà nó không chuẩn đến 100% thì mình cũng nghĩ là nó chuẩn đến tầm 80% rồi. 80% là cao lắm rồi. Là anh em nhảy ra đấy là chỉ việc bắn rồi, biết nó ngồi đấy rồi, hoặc là biết nó nằm hay biết nó trong cái phòng nào. Ví dụ như trong cái nhà Y này chẳng hạn, có rất là nhiều những cái phòng như thế. Anh em nhớ được từng cái phòng thì anh em chỉ cần nghe là biết là nó ở phòng nào ngay, hoặc là trên hay dưới hay là trên trên nhà các thứ gì đấy. Có tiếng chân ở bên ngoài này. Tiếng chân này, tiếng chân chạy ra ngoài rồi anh em ạ. Chạy đâu cưng? Ui, mình tưởng nó chạy qua lòng súng của mình. Hóa ra là chạy vào cái nhà này, chỉ là một con bot mà thôi. Đó, đó là cái gọi là cái cơ bản để anh em có thể là chiến đấu được trong cái bot cam này. Nói chung là kỹ năng nghe của anh em là cũng phải luyện tập rất là nhiều. Thì nhiều anh em cũng nói hỏi mình nhiều lắm rồi, làm sao để luyện được tiếng chân các thứ. Đấy, mấy bạn cứ vào đây mà auto nhảy xuống bot cam này mà luyện tập thôi. Tại vì trong cái bot cam này nó rất là nhỏ, nó chỉ có những cái khu vực nhất định. Ví dụ nhảy vào nhà Y thì mình đảm bảo mấy anh em thì 10 trận thì 8 trận nhảy ở đây thì auto là trong nhà Y có người. Hoặc là hai cái khu bên cạnh nhà Y thì kể cả anh em đứng, anh em có một cái tai nghe tốt, anh em đứng ở trong nhà Y là anh em có thể nghe được xung quanh luôn. Nghĩa là sẽ biết được là địch sẽ ở nhà bên trái hay bên phải. Đó là anh em có thể là hốt được.
Đấy, nó rất là chi là mượt thôi. Mình giải thích nó hơi dài dòng một tí, nên là anh em chịu khó gọi là nghe nha. Nếu mà không nghe thì đừng gạch đá mình, tội mình. Mình cũng chỉ chia sẻ một số kinh nghiệm của bạn, kinh nghiệm của bản thân thôi. Đó. Bây giờ thì mình sẽ công sang bên resort này. Bình thường ấy thì mình á, đủ có tiếng bắn đây rồi. Mình sẽ đi tiếng bắn ở trên cơ. Mình sẽ vòng dịch sang bên trái này đi. Bình thường thì mình cứ clear xong bot cam là mình sẽ tiến thẳng resort. Một số cái lối chơi này là được anh em áp dụng rất là nhiều, nên là cũng giống mình thôi. Bây giờ mình có một số bạn thì thích đi lút dạo các thứ, nhưng mà không, mình thì thích đi á đủ. Một con này làm gì này, lựa đồ à? Rồi một tên ạ, Việt Nam anh em ạ. Như vậy là mình nghĩ là bạn của bạn ý cũng quanh quẩn ở đây đâu đây thôi. Nhưng mà sao lại bắn trong resort mà ông này lại chạy ra đây ta, vô lý thật sự. Di chuyển từ bot cam sang bên resort này. Một là anh em sẽ vòng hẳn sang bên trái. Đây, như mình vừa vòng đấy, là vòng lên đồi. Hai là vòng sang bên phải, nghĩa là đi sát cái núi mà có cái khe đấy anh em. Đấy, thì bởi vì sao? Bởi vì là thường thường ấy, những người nhảy bot cam hoặc những người nhảy resort như bọn mình chẳng hạn, là thường là họ, ví dụ như mình nha, mình sẽ clear xong bot cam thì mình sẽ chạy sang resort. Nhưng nếu mà những bạn ở resort cũng thường thường clear resort xong là sẽ chạy sang bot cam. Mình nhìn thấy một tên ở trước mặt rồi. Từ đã, mình phải biết cái tên này đã. Rồi, xảy lỗi mất rồi, yếu rồi, mình sẽ tranh thủ để lên. Rồi mình sẽ nói tiếp. Hello bạn gì ơi, này anh gì ơi, anh gì ơi, nào. À, công lên à, công lên làm sao được. Trời ơi, cũng nhảy bắn à, thằng bốc à. Trời ơi, sorry bạn, mình bắn là mình phải gạt luôn anh em ạ. Bởi vì solo squad mà, không gạt luôn là đồng đội của bạn sẽ tới. Từ đã, mình đứng đây hơi lố. Mình phải kiếm chỗ nào đẹp đẹp đã. Đây rồi. Hàn cái gì vậy? Quốc à? Quốc hay Hàn Quốc gì đấy? Úi, mà để vào Việt Nam này. Ô, như vậy là đây cũng là Việt Nam rồi, chắc chắn rồi. Bên trái mình có tiếng bắn. Hơi khoai rồi anh em ạ. Mình sẽ nói tiếp vì sao cái đoạn vừa nãy mà mình lại bảo anh em nên tránh cái khu vực này ra. Đấy, là như anh em có thể, gọi là có thể thôi nha, là những bạn clear resort là cũng bắt đầu chạy sang bot cam, là sẽ chạy tới cái khu nhà này rất là đẹp, nên là các bạn sẽ chạy qua. Và nếu mà mình chạy tới bên kia, mình chạy đường thẳng, chạy sọc vào đây là chắc chắn là lên bảng điểm số dễ dàng rồi. Đấy là những cái kinh nghiệm của bản thân mình rút ra thôi nha, chứ mình không có dạy bảo ai cả, kinh nghiệm của bản thân mình chia sẻ vậy thôi. Nếu mà anh em thích thì có thể gọi là tiếp thu, còn không thì cũng không sao, mình bắn mình nói vậy thôi. Thì nếu mà anh em thích thì nhớ đừng quên là cho mình một like nha. Tốt rồi nha, like và chia sẻ cái clip này giúp mình, để nếu mà được anh em ủng hộ nhiều thì mình sẽ ra những cái clip hướng dẫn tiếp theo. Và mình cũng đang học trên điện thoại đấy anh em, bắn ghi đồ đấy. Sắp tới là mà anh được anh em ủng hộ nhiều là mình lại có clip hướng dẫn các kiểu luôn đấy, chả có đùa đâu. Rồi được rồi, mình phải vào bò đã, tầm này cứ đứng ngoài nói phét thế này thì chết mất thôi. Bò thì đến đít rồi, thì vừa bên trái mình có tiếng bắn, nhưng mà không, mình cứ phải chạy đã. Bò mà anh em, ưu tiên chạy bò trước. Cái map sàn hốc này nó, cái lượng thời gian của nó ấy thì nó rất là hạn hẹp, nên là cái việc chạy bo là cái việc tất yếu. Nó tiết tấu rất là nhanh, nên là ưu tiên chạy bo nha anh em. Đấy là vừa mình lại chia sẻ thêm một cái kinh nghiệm của bản thân mình đã đúc kết từ bao nhiêu, gọi là bao nhiêu ngày tháng chơi game của mình. Mình thì chơi không được pro đâu, bắn thì ngu thôi, nhưng mà cũng vẫn cứ thích bắn nhau anh em ạ. M2 kill rồi, hợp lý thực sự luôn.
để sẽ lên cái đồ này check qua qua đã. Nãy có thấy cái thính mà đâu mất rồi, đâu mất rồi ta? À đây rồi. Đây đây đây. Cái thính của team nào bắn đây? Ui, nhặt rồi anh em ạ. Ui, xong xuôi rồi. Ui, mình xin cái giáp 3 vậy. Không biết chạy đâu rồi. Rồi rồi, có tiếng chân, có tiếng chân. Ui ôi, ông này có cả tiếng chân ở bên phải mình nữa anh em ạ. Có một tiếng nhỏ nhỏ. Ông này chạy lên phát nằm luôn ạ. Này thì nằm này. Cho bạn nằm luôn anh em ạ. Mới nốc thôi. Tên này M249. Rồi, xin luôn cái M2 của 49. Có một tiếng chân nhỏ nhỏ ở bên bên phải mình anh em ạ. Không biết anh em có nghe thấy không chứ mình nghe rõ lắm. Đấy, quăng bom mình kìa. Rồi dưới này cũng có này. Từ từ đã. Mình phải tìm cái thanh niên đằng sau này để xử được cái thanh niên đằng sau đã. Nguy hiểm luôn, rình rập anh em ạ. Tính ra là mình lại bị kẹp giữa mất rồi. Không biết ông này ngồi đâu nữa cơ. Thêm một điều nữa là anh em phải di chuyển hợp lý. Có nghĩa là không thể được, không thể để địch phát hiện được vị trí của mình được. Từ từ đã. Không biết ông này đâu ta. Không được rồi, mình ngoài bo rồi. Bỏ thanh niên này thôi. Cả anh em ạ, chạy bo đã. Chạy bên dưới này để tránh được tầm nhìn của cái ông đó. Vừa lấy trước mặt mình có người cơ. Hơi khoai rồi. Thôi, vẫn phải chạy thôi chứ biết sao giờ. Rồi bên phải bắn kìa. Bên phải là chắc là có hai team combat rồi. Dưới cái chỗ khu nhà cạnh sông, cạnh cái cầu đấy anh em. Rồi rồi, mình thấy có ông chạy ở ngoài cầu kìa. Là chắc là cái team của bạn mình vừa gạt thôi. Âm thầm chạy thôi, hy vọng là bạn ấy không nhìn thấy mình. Nhìn thấy mình làm chó động phộng. Đừng nhìn thấy tôi nha. Mình chỉ là một gọi là rồi rồi, ôi giời ơi. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Làm gì đây anh trai? Hai ông, rồi. Hai ông, hai ông. Một ông này. Ôi giời ơi, nằm luôn anh em ạ. Tôi này. Rồi. Hai ông này cũng đang chạy bo đây. Rồi, có tiếng chân đây rồi. Ôi, anh ơi, anh bình tĩnh anh ơi, anh ơi. Ui, bình tĩnh ơi. Bình tĩnh cái lúc chia tiền anh ơi. Làm gì căng vậy? Em chỉ bắn có ba bạn của anh thôi, làm gì căng thẳng với nhau vậy? Đừng làm thế mà dễ xa nhau. Ở mấy hòn đá. Đấy, bây giờ mình sẽ gọi là áp dụng cái bài toán là không được để cho địch phát hiện vị trí của mình này. Có nghĩa là phải di chuyển liên tục, không thể đứng một chỗ mà bắn được. Đây, mình sẽ chứng minh cho anh em thấy. Mình sẽ di chuyển để giết được cái thanh niên kia. Đâu rồi? Thanh niên này ở ngay chỗ cầu. Rồi, thấy cái đầu rồi. Đấy chưa, anh em thấy không? Thanh niên này vẫn tưởng mình ở chỗ gầm cầu, vẫn còn đang đứng kê ạ. Vẫn còn đang đứng nhìn ra đấy là chết rồi. Đó, đó, đó. Anh em phải di chuyển ngay. Bắn được một hoặc hai người, hoặc là kể cả không bắn được ai mà bị phát hiện phát là anh em phải tìm đường để di chuyển, để có thể sang cái góc khác thì mới có khả năng là đối đầu với cả bốn bạn của team địch được. Chứ anh em mà đứng một chỗ nhá, ví dụ mình có thể nốc được một, nốc được hai, và hai người ở team kia công lên cùng một lúc biết anh em ở sau cái cây chẳng hạn, hai người công lên thì khả năng của anh em là cũng toang rồi. Đấy, nên là cứ phải di chuyển nhanh chóng vào. Đấy là một số cái chia sẻ của mình. Cứ phải vào bò đấy anh em. Tầm này bò đậu phộng. Mình cứ gọi là đây game chạy bò của mình mất rồi. Chạy nãy giờ thôi. Rồi tiếng dưới ruin bắn nhau nữa kìa. Mình sẽ chạy một mạch qua cái đồi bên này. Bởi vì bên phải là đang có người bắn nhau rồi. Là mình sẽ chạy bên trái. Cứ chạy viền này mà vào bò thôi. Có cái thính ở bên phải mình nữa kìa. Bắn nhau vẫn còn căng lắm. Cái đồi này hơi 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 xa anh em ạ. Uống nước uống nồi đã.
có nhiều hiệu ứng thì mới chơi được. Bên kia vẫn còn đang giã nhau, căng lắm, căng như dây đàn vậy. Đã đủ. Trên khu nhà trước mặt mình có người kìa. Rồi, bây giờ thì mình, bây giờ mình nhân tiện mình thấy thì mình lại nhớ, mình lại chia sẻ thêm tiếp là điều thêm nữa là không được bắn trước. Ví dụ ấy, như vừa pha vừa rồi nhìn thấy, nhưng mà cũng đừng bắn anh em. Khả năng anh em nốc được địch là gọi là bằng không rồi, nên là tốt nhất là không. Và phải áp sát như mình đây. Mình sẽ áp sát vào trong khu vực của tên vừa nãy, không biết là đâu rồi. Áp sát, áp sát vào thì mình dễ tiêu diệt hơn. Yeah. Ôi. Ai được gì được tí là ông nó đang xem mình vậy. Rồi rồi rồi, đang nằm kìa, đang nằm kìa. Đồ cỏ, đồ cỏ. Bò đi đâu? Rồi có một ông nước ngoài đang xem mình anh em ạ. Bò đi đâu? Đi đâu gọi là đó mà đỗ anh mà gì hết, đúng anh mà gì hết nó vẫn xem mình ạ. À. 19 giây. Lãi rồi anh em. Lãi một mạng là ngon rồi. Chạy bo đã rồi gì. Thanh niên này vẫn đang ngồi xem mình. Mình có làm gì đâu mà xem mình. Xem mình làm cái gì mù mắt đấy. Mình thấy toàn lên trời không à. Không biết nước nào sọng xì xà thì sổ nữa cơ. Bo này hơi xấu anh em ạ. Mình cứ phải chạy sát này. Cái bo này ở dưới rui, nó vẫn về dưới rui nên là mình không thể chạy sập vào được từ nãy được. Khoai thế nhở. Rồi, thấy ông kia rồi. Đang chạy, đang chạy. Ui. Sấy, hơi lỗi rồi anh em. Đấy. Pha này là mình hơi vội này. Chứ không là, là mình cũng chả sấy đâu. Hơi sai anh em ạ. Sai như này là quá sai rồi. Lộ vị trí rồi. Mình vẫn kêu ông này. Đâu rồi? Đây rồi. Rồi. Clear luôn ạ. Ui, mình có hết đạn mất rồi. Mình còn hơn 100 viên thôi. Toang thật sự rồi. Ui, cái bo kìa. Vãi cả bo anh em ạ. Bo như thế này thì khác gì giết người không. Và cái điều gọi là trong nhà này có người. Ngoài nhà thì đúng hơn. Tiếng này, ừ, tiếng này trong nhà hay ngoài nhà? Tiếng này ngoài nhà, ngoài nhà. Trên bản đồ nó hiện ở ngoài nhà cơ. Vẫn còn đang tạch tạch à. Rồi rồi, thay đạn sau tảng đá. Sau tảng đá hả bạn? Đâu rồi? Đây. Thay đạn này. Ui, rồi, anh cậu bình tĩnh ơi. Làm gì căng vậy? Em nhặt ít đạn thôi. Đừng làm thế mà dễ. Ui, rồi. Làm thế mà dễ xa nhau. Không được rồi, khó cho mình rồi. Ui ôi. Bình tĩnh mấy anh ơi. Làm vậy chết em không. Ui, lỗi. Ui ôi, mãi bên đường thì cũng bắn ạ. Ôi mấy anh ơi, bắn nhau đi, bắn em làm cái gì. Em chỉ là một gọi là một con bốt chạy qua đường thôi. Đừng mà, đừng làm vậy chứ. Người với người để yêu thương. Đừng làm thế mà dế xa nhau. Rồi, một ông nữa. Thôi rồi. Sao lại tại sao mấy tên này không bắn mình mà bắn nhau mà cứ bắn mình nhỉ? Rồi, ông kia bốc khói à? Ông kia bị nốc. Ui, mình không ăn được kìa. Rồi, bốc khói mẹ rồi. Phí quá. Này, bốc khói luôn này. Rồi mình có liên một team nữa rồi. Vậy còn 3 tên nữa. Không biết đâu cùng team không. Team bên trái bắn bên phải. May quá. Bo gần mình chứ không là bo vệ. Vẫn còn bắn nhau ạ. Thôi xong. Ông này gạt mất cái tên mình nốc rồi. Đậu phộng. Đây. Này bạn gạt này. Rồi. Như vậy là team lẻ. Rồi. Còn một ông ở bên phải kia nữa thôi. Và ai đáng ra là mình được 23 kill rồi. Ông này ông ấy gạt mất cái tên tên mình táp lúc đầu rồi. Mình táp ở chỗ hòn đá đấy anh em.
rồi, đây rồi. Rồi rồi, như vậy là mình đã biết được vị trí của bạn cuối cùng đây rồi. Bạn toang với mình rồi. Vừa nãy mình thấy bạn sấy mình kinh lắm mà. Nào, bây giờ bạn phải chạy bo. Vừa nãy là mình chạy, bây giờ là bạn chạy này. Chạy đâu baby? Chắc chắn là mình ăn cơm gà rồi anh em. Thanh niên đứng ngoài bo thì làm sao mà đỡ được? Làm sao mà đỡ được đây? Ui trời ơi. Quá easy anh em ạ. Top 1 rồi. Ok, mình đã hoàn thành trong một trận đấu top 1. Anh em nếu mà thấy thích những cái hướng dẫn này của mình, đừng quên để lại mình một like, một chia sẻ clip nha, để kênh mình phát triển. Bây giờ thì hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.